Cũng sơi xong cái mâm hầu cả nhà. Hôm nay em mua được hơn chục con hàu ấy cả nhà. Đây nhà cả nhà, hàu của Nhật này cả nhà. Mùa này hình như là đang vô mùa hàu hay sao cả nhà, nên em mua nhiêu đây cũng khá là rẻ luôn cả nhà. Này hơn mười mấy con á. Hôm nay em làm cái món hàu nướng mỡ hành, với lại là một nửa thì mình nấu cho nó hấp lên nó tái tái cả nhà. Mình chấm với mù tạt ăn cả nhà. Thì nguyên liệu thì em có cái chén mỡ hành đây này cả nhà. Chút nữa thì em nấu cái hành xong em bỏ lên. Đây thì có đậu phộng ở cả nhà. Chút nữa mình ăn rồi mình rưới lên ha. Thì bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế cái hàu này nha cả nhà. Mình sẽ bỏ lên cái nồi mình sẽ hấp, xong rồi mình sẽ tắt nó ra. Chứ còn mà để như vậy thì không có tắt được cả nhà, nó hơi khó tắt á, dễ bị đứt tay á cả nhà. Cái mâm hàu mình mới vừa sơ chế xong rồi nha cả nhà. Bây giờ là đang bỏ một ít mỡ hành đó cả nhà. Bỏ một nửa thôi cả nhà, một phần nửa thôi à, tại vì hai cho hai đứa bạn nhỏ của mình ăn đó cả nhà. Đó, mình nướng chín một phần nửa, còn phần nửa thì mình trụng tái tái, xong mình bỏ một chút wasabi mình bỏ ở phía trên đó cả nhà. Chút nữa mình ăn mình chấm với mù tạt đó cả nhà. Hai bạn nhỏ nhà mình thì cũng thích ăn cái món hàu này lắm. Đó, mình bỏ một chút đậu phộng vô nữa cả nhà cho nó ngon. Đó, xong rồi nha cả nhà, bây giờ thì bỏ lên bàn và mình ăn thôi cả nhà ơi. Hay, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Yến nha cả nhà, Nakayama cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay mình làm một cái mâm hàu nha cả nhà. Giống như hồi nãy mình giới thiệu lúc đầu là mình làm một cái mâm hàu vừa nướng với lại là một nửa thì là kiểu là cái tái cả nhà. Đây mình bỏ wasabi đây. Thì ăn cùng với mình thì có hai bạn nhỏ nữa nha cả nhà, nhưng mà không có ngại vô trong mấy mấy quay á cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng ăn mâm hồng này cùng với lại mình nha cả nhà. Đây, hai con ăn đi, hai đứa ăn đi. Cho hai bạn nhỏ ăn trước nha, tại vì cái này mình nướng một ít là nó chín á, cho hai bạn nhỏ ăn rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ làm cái miếng hàu tái này nha cả nhà. Thì hồi nãy mình có ấy sơ trụng sơ qua, xong rồi mình cậy nó ra cả nhà, xong mình bỏ một miếng wasabi lên này cả nhà. Mời cả nhà ăn hàu cùng lại mình nha. Đây mình cho thêm miếng hành vô nữa cho nó ngon này cả nhà. Thấy đâu? Ừ, thôi để đó đi chút nữa. Đây là cái dĩa mù tạt nha cả nhà, xì dầu với lại mù tạt wasabi. Bỏ vô đây cho nó dễ ăn. Ừ, con bỏ đó đi. Ừ, bỏ đây. Đây này cả nhà. Mở nha, một miếng nha. Mình chấm với lại xì dầu mù tạt. Chúng cái bột tạng nó nồng. Mùa này mùa hàu hay sao cả nhà. Nói chung là hàu rất là rẻ luôn. Đây mình làm một con hàu nướng nha cả nhà. Nướng mỡ hành với lại mình bỏ đậu phộng vô á. Mình mà chấm với bột tạng ăn cũng ngon thôi cả nhà. Trong đây mình cũng bỏ thêm wasabi vô nữa. Mình ăn có mỡ hành với đậu phộng nó khác hẳn cả nhà. Nó thơm ngon không? Coi nè. Giỏi vậy. Ngon ha. Vì ăn được xong cái này à? Được tay.
nó mặn. Ừ. Thôi thôi là không có sống. Lấy wasabi ra. Này mẹ cũng hấp muối sơ. Muối sơ sơ. Nó mặn hơn chứ sao này. Cô đây dài tâm. Ăn mấy cái đồ tái tái sống sống này mà chấm với một tạt thì dầu là ngon lắm cả nhà. Thích ăn cái nó nồng nó cay cái nó nồng lên 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 tới não luôn á. Không được này mình nhờ bà chị mới mua giùm mình đó cả nhà. Nên cả nhà nhìn thấy con hàu á nó uống nụ à. Ngon lắm, lúc mà mình mới nhận á là nó còn sống luôn, nó còn há miệng luôn. Nhìn cái miếng hàu nó tươi mà nó ngon ghê cả nhà, nó béo ngon quá. Con ăn thử không? Nó mỏ. Ừ, con lấy cái wasabi ra. Lấy ra, mày lấy cho. Xíu thôi, không có sao đâu. Nè, xì dầu nè. Cái chỗ đây nè, không có cay. Đi ở xô mà. Ừ, chỗ đây. Xô mà đừng thả bê đi để cho quên. Ừ, cái ăn này ra. Nó mỏ. Ngon quá. Cái này nó mỏ. Cái đó hơi à, không phải sống hẳn. Hơi trời. Mẹ làm kiểu vừa sống nửa tái, nửa sống nửa chín đó. Hơi trời. Ừ, con ăn đi, chấm xì dầu nè. Xì dầu nó mà trời. Thôi, chấm xì dầu đi. Ê. Ăn không vậy? Hai bà nhỏ không có ăn được một tạt hết cả nhà. Nó cay á. Ừ. Nó mềm ha. Mọc. Mềm ngon. Nó có gặp gì đâu. Ừ. Nó mà là trời nằm à. Ừ. Nằm à. Ừ. Ừ. Thôi, nó nồng cái này ơi. Này mẹ ăn mày quên bỏ miếng hành nữa. Mười mấy con. Tại vì không biết hàu có ngon hay không ở nhà cho nên là không có dám mua nhiều. Này con ăn miếng đây. Không có dám mua nhiều cả nhà. Nhiều khi á mua cả nhà biết không? Mình mua lầm cái về là mình ấy lên nó teo lại còn có chút xíu rồi cả nhà. Nhìn cái miếng hàu nó không có ngon. Nay mua được cái bữa hàu ngon ghê cả nhà. Con nào cũng lấy uống nụ à. Hàu dài cũng có mà hàu tròn chục chục cũng có nha cả nhà. Cho thêm miếng mỡ hành vô cả nhà. Thích ăn cái này với mỡ hành ngon. Con đi. Mình phải cái gì nhiều cả nhà. Mình ăn đi, con cuối cùng. Hai mẹ con cũng sơi xong cái mâm hàu cả nhà. À, trúng cái wasabi nào ạ. Ừ, ngon quá cả nhà. Ba mẹ con chín con cái mâm hầu. Còn con này con ăn. Mẹ mang ra rồi. Gỡ này ra. Hết rồi mẹ mua có nhiêu đây à? Hai bạn nhỏ còn thòm thèm nữa cả nhà. Tại vì mua là nhiều khi có khi thì mình mua về á chẳng ai ăn á, có mình ăn à. Còn khi mà mình mua ít á thì hả ba hai đứa nhỏ đứa nào cũng đòi ăn rồi đòi giành nhau. Mẹ vậy á. Khi mà có thì không ăn, mà khi có nhiều thì không ăn, mà khi ít thì bắt đầu là tranh nhau ăn. Xong rồi cả nhà ba mẹ con kiếm sạch mâm hồ. Ngọt quá. Xong xui cả nhà. Ăn cho thòm thèm như vậy nó mới ngon cả nhà ha. Nếu mà mình ăn nhiều quá thì nó bị ngán, nó bị ớn á. Xong bữa mâm hồ của ba mẹ con mình xong rồi cả nhà. Thôi kết thúc video ngày hôm nay nha cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha.